bạn không phải là người tư vấn tốt thì đừng tư vấn. Đôi khi trong trường hợp bất khả kháng, không phải ai cũng có khả năng tư vấn và chốt đơn hàng giỏi, và bạn cũng chẳng đủ tài chính lẫn thời gian thuê nhân sự hay tư vấn cho khách hàng. Hãy sử dụng chế độ trả lời tin nhắn tự động của Facebook và điền đầy đủ thông tin nhất có thể ở mục trả lời tự động. Đừng quên để lại số điện thoại để khi khách hàng có nhu cầu mua hàng luôn thì có thể liên hệ qua điện thoại. Đôi khi là để hỏi những điều chưa hiểu. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng công cụ chatbot. Công cụ trả lời tư vấn tự động được Facebook hỗ trợ, chỉ tốn chút thời gian để cài đặt nó. Hãy nâng cấp và chỉnh sửa liên tục chatbot của bạn. Khi các ứng dụng nhắn tin đã và đang là lựa chọn hàng đầu cho rất nhiều thương hiệu trong công cuộc tiếp cận người tiêu dùng, cùng lúc đó chatbot cũng ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình. Ngoài tính năng hỗ trợ tốt các yêu cầu chăm sóc khách hàng, ứng dụng chatbot với trí thông minh nhân tạo sẽ là một sáng kiến tiếp thị tuyệt vời nhằm thúc đẩy lượng truy cập cho kênh bán hàng của bạn gia tăng nhanh chóng. Dưới đây là những lý do mà doanh nghiệp nên sử dụng chatbot để triển khai các chiến lược tiếp thị, bán hàng và tăng nhận diện thương hiệu của mình. Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Khi giao tiếp với một người lạ nhưng người này lại biết tên của bạn, chắc chắn bản chất của cuộc nói chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn. Dựa trên hiện tượng này, các nhà sáng lập đã tích hợp chatbot với mạng xã hội nhằm thu nhập dữ liệu về mọi đối tượng tham gia tương tác. Ngay khi nhận diện được yêu cầu từ khách hàng, chatbot có thể phản hồi chính xác và thậm chí còn mở rộng cuộc nói chuyện bằng cách đưa ra lời khuyên mua sắm cho từng cá nhân. Tăng khả năng tương tác. Chatbot hiện là ứng dụng độc đáo nhất bởi chúng không chỉ tương tác với khách hàng mà còn lưu lại tất cả các cuộc hội thoại đã diễn ra. Điều đó có nghĩa là, không giống các hình thức tiếp thị khác, chatbot giúp khách hàng được giải trí lâu hơn. Ví dụ, bạn muốn thu hút sự chú ý của khách hàng bằng cách trình chiếu video. Mặc dù video này có thể cực kỳ hấp dẫn nhưng khi kết thúc, tất cả thông tin người xem nhận được sẽ chỉ dừng lại ở đó. Đối với chatbot lại khác, chúng vừa có khả năng lôi cuốn thị hiếu người dùng, vừa có khả năng học hỏi trong quá trình tương tác. Những đặc tính này cho phép chúng gửi các thông tin liên quan đến thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của bạn tới khách hàng. Về cơ bản, chatbot có thể bán hàng theo hai chiến lược: upsell, bán hàng gia tăng, và crosssell, bán chéo, thông qua phương thức cá nhân hóa, hội thoại và tương tác. Mở rộng tiếp cận đối tượng. Do hoạt động chủ yếu trên các nền tảng truyền thông xã hội, nên chatbot có thể tiếp cận lượng đối tượng gần như vô hạn. Chúng sẽ mang lại nguồn khách hàng mới cho thương hiệu của bạn nhờ khả năng nắm bắt nhân khẩu học mới, hay do được tích hợp trên nhiều ứng dụng nhắn tin mà chúng sẽ giúp bạn phục vụ khách hàng hiệu quả hơn. Từ đó, lần lượt mở ra các cơ hội mới cho bạn để nâng cao doanh số bán hàng. Thu thập, phân tích dữ liệu và phản hồi của khách hàng. Trên thực tế, sẽ chẳng ai muốn tốn thời gian của mình để hoàn thành khảo sát mà không có bất kỳ động cơ nào thúc đẩy. Nắm bắt mấu chốt này, chatbot đã khiến cho việc thu thập ý kiến khách hàng trở nên dễ dàng hơn bằng cách đặt ra hàng loạt câu hỏi trong khi hội thoại một cách rất tự nhiên. Thêm nữa, khi được cài đặt các thiết bị tính toán thích hợp, chatbot sẽ phân tích toàn bộ đánh giá và thông tin mà chúng có được từ người dùng, giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về những gì khách hàng thực sự mong muốn. Từ đó, bạn có thể tái xây dựng chiến lược tiếp thị của mình để tập trung hơn vào nhu cầu của khách hàng, đồng thời đưa ra nhiều phương án tiếp thị. Gửi thông báo có liên quan. Không một người tiêu dùng nào muốn bị tấn công dồn dập bằng email, tin nhắn văn bản và các thể loại thông báo mỗi khi doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có điều gì đó mới mẻ. Chatbot vốn có chức năng nắm bắt và phân tích dữ liệu. Chính vì vậy, chúng cũng có thể gửi thông báo tới từng cá nhân thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Hấp dẫn hóa giao tiếp thương hiệu. Dù chatbot chỉ đơn giản là một ứng dụng cung cấp các thông tin chất lượng đến khách hàng, nhưng thực sự chúng đã khiến việc tương tác trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Có một minh chứng cho điều này, đó là chatbot của nhãn hàng Whole Foods cho phép người tiêu dùng tìm kiếm công thức nấu ăn thông qua Facebook Messenger bằng cách sử dụng các biểu tượng cảm xúc emojis đơn giản. Loại chatbot này giúp việc tiếp thị dễ dàng và thú vị hơn, để lại ấn tượng lâu dài cho người dùng. Đồng thời, nó cũng gia tăng lượng truy cập vào trang web của bạn bằng cách chia sẻ liên kết đến các bài đăng và nội dung có liên quan. Tự động tiên phong thương hiệu. Đôi khi các thương hiệu thường thụ động trong việc xử lý các tương tác của khách hàng. Họ sẽ chỉ liên lạc lại khi khách hàng là người chủ động liên hệ trước. Chatbot của bạn chỉ được người dùng nhận diện khi chatbot đó tự động gửi một thông báo chào mừng nếu có người đặt chân đến website của bạn. Điều này giúp bạn chủ động hơn, do đó sẽ thúc đẩy danh tiếng thương hiệu và thậm chí có thể tăng tương tác cũng như hiệu ứng tích cực với doanh số bán hàng của bạn. Chuyển đổi khách hàng liền mạch thông qua các kênh bán hàng. Nuôi dưỡng khách hàng là một phần thiết yếu trong chiến lược tiếp thị của mỗi công ty. Tuy nhiên, phương thức này lại tốn rất nhiều thời gian. Nhưng với chatbot, bạn có thể dễ dàng thu thập tất cả thông tin cần thiết và tạo ra những tin nhắn cá nhân hóa, hướng dẫn người mua trong suốt hành trình mua hàng của họ. Để tối ưu chiến dịch nuôi dưỡng này, hãy thu thập thông tin bạn cần và thực hiện một số thử nghiệm riêng trên các tin nhắn cá nhân. Qua đó, việc tinh chỉnh chiến lược tiếp thị cho mỗi khách hàng tiềm năng ghé thăm trang web hoặc hồ sơ phương tiện truyền thông xã hội của bạn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Luôn đổi mới nhận diện thương hiệu. Mong đợi đội ngũ chăm sóc khách hàng có thể giải đáp mọi yêu cầu riêng lẻ trên website của bạn không chỉ là phi thực tế mà còn tốn rất nhiều thời gian và tốn kém. Tuy nhiên, với chatbot, bạn có thể đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày trên tuần. Bên cạnh việc tiết kiệm chi phí, chatbot còn giúp nhận diện thương hiệu của bạn luôn tươi mới và năng động trong mắt khách hàng. Phương pháp kiến tạo chatbot riêng biệt. Đối với các doanh nghiệp sử dụng công nghệ nghiên cứu máy móc để phát triển ứng dụng dữ liệu cho tất cả các loại hình kinh doanh, chatbot được tạo lập bằng chatbot có thể. Tạo động cơ tiêu dùng bằng cách tăng cường mời chào và khuyến mãi tùy theo nhu cầu khách hàng. Nhận biết sự khác nhau của từ và cụm từ tìm kiếm. Tích hợp các ứng dụng nhắn tin ưa thích. Thực hiện thanh toán trực tiếp từ các trang bán hàng thông qua các hệ thống thanh toán chính. Mời quý vị theo dõi các video tiếp theo của Kỹ thuật chốt đơn.